Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Dắt 28 của tác giả Người Thứ Tám. Nữ thần ám sát, chương 2. Văn Bình cau mặt khi nhớ lại thực tế phũ phàng. Lê Diệp lẳng lặng nhìn Văn Bình trèo lên xe, đóng cửa lại một cách bực bội. Lại vẫn hai cái tủ gương đầy thịt trong chiếc xe Citroen sọc sạch. Nếu chàng là chủ nhân thì đã bán cho hàng sắt vụn ở chợ lớn. Cả hai đều ngậm hột thị. Từ lúc Văn Bình lên xe cho đến khi xe về đến đầu đường Trịnh Minh Thế, họ vẫn không nói với nhau hoặc với chàng một lời, dường như họ là những bức tượng gỗ. Văn Bình gợi chuyện trước. Các anh tên là gì? Gã ngồi bên bắt đầu nhếch mép. Ông cụ dặn chúng tôi tiết kiệm nước bọt đến mức tối đa. Xin anh đừng hỏi vô ích. Văn Bình trợn mắt. Ít nhất tôi cũng phải biết tên để gọi cho dễ. Nếu không tôi đặt tên xấu cho các anh thì đừng trách. Cả hai vẫn tiếp tục ngồi im. Văn Bình to tiếng. Coi chừng, tôi sẽ cho một anh ăn bụi. Gã tài xế cười gằn. Chúng tôi với anh là đồng nghiệp. Anh lại là đồng nghiệp đàn anh, giỏi võ hơn, cao cấp hơn. Có giỏi thì anh đọ sức với ông tổng giám đốc. Bọn tôi chỉ là mũi thép. Song Le nói để anh rõ, chúng tôi có súng thuốc mê. Cô Quỳnh Loan cho phép chúng tôi được dùng trong trường hợp anh định bỏ trốn. Tưởng anh cần biết rằng loại súng này rất hiệu nghiệm. Đụng nhẹ là thuốc mê phọt ra. Con voi nặng 2 tấn cũng quay lơ trong vòng 3 giây đồng hồ. Còn nhanh hơn cả cyanua. Văn Bình sừng sốt. Cô Quỳnh Loan ra lệnh cho các anh à? Đích thị, lệnh của cô Loan nghiêm lắm. Văn Bình không đáp, ngồi dựa vào góc. Tài sắc vẹn toàn như Quỳnh Loan, chàng không dám đùa bỡn. Chàng càng không dám đùa giỡn vì nàng đã hy sinh thể xác và linh hồn cho chàng tại Vạn Tượng. Ông Hoàng đã khôn ngoan dùng nàng để ràng buộc chàng. Trong khoảnh khắc, xe hơi đã tới đường Ngô Đức Kế và đậu lại. Gã vệ sĩ ngồi bên nhảy xuống nhìn chung quanh. Khi biết chắc tứ phía không có ai khả nghi, hắn mới mở cửa cho chàng. Ít khi Văn Bình đi xe có người lái và người mở cửa. Vinh dự này thường dành cho nhân viên cao cấp. Với cấp bậc đại tá tình báo, chàng có quyền dùng xe riêng, tài xế riêng và vệ sĩ riêng. Nhưng không hiểu sao, chàng lại cảm thấy chức vụ của chàng quá nhỏ bé, không xứng đáng để được tiền hô hậu ủng. Bước xuống xe, Văn Bình mất hẳn vẻ nhanh nhẹn cố hữu. Sự chăm chút thận trọng của ông tổng giám đốc làm chàng cảm thấy mình già hẳn đi. Gã vệ sĩ mở cửa hông bằng chìa khóa riêng, loại khóa gieo kiên cố bậc nhất thế giới. Cửa mở ra thì đèn bên trong cũng tự động bật sáng. Lại mở khóa thang máy, gã vệ sĩ nhường cho Văn Bình vào trước. Chàng cảm thấy dễ chịu vì thang máy có điều hòa khí hậu. Tầng lầu thứ 7 được trang trí như đại lữ quán Caravel, có lẽ còn lộng lẫy và tân tiến hơn nữa. Tường được lót đá cẩm thạch vàng ý đại lợi, nền nhà trải thảm len 34, trên trần lủng lẳng những bộ đèn bát giác chế tạo tại Tây Đức, cửa đều bằng kính dày của Pháp, súng bắn không thủng, không khí mát rượi như mùa thu ở Đà Lạt. Văn Bình được mời vào phòng khách, một căn phòng rộng thênh thang, đèn thắp mờ mờ giữa những cây kè và cây chuối lùn tịt màu xanh êm ái và những bình hoa lê dơn, hoa hồng, hoa thực dược đặt trên những xích đồng nhỏ xíu bằng sắt mạ kền sáng loáng. Văn Bình ném vét tông xuống đi văng, giọng uể oải. Tôi buồn ngủ rồi, đêm nay hay ăn ngủ ở đâu? Gã tài xế đáp, ở đây. Văn Bình nhớ nhác nhìn quanh phòng. Khổ quá, các anh lại quên rượu, thiếu whisky tôi có thể phát điên lên được. Gã tài xế xoa tay trịnh trọng. Tưởng gì chứ cô Quỳnh Loan đã sai người mang sẵn hai két Johnny Walker nhãn đen. Trong tủ lạnh, thức ăn lúc nào cũng đầy ứ. Thế điện thoại để đâu? Cô Quỳnh Loan đã ra lệnh cắt điện thoại từ sáng nay. Cần việc gì tôi sẽ liên lạc với tổng hành doanh bằng walkie-talkie. Văn Bình thẫn thờ mở vô tuyến truyền hình. Tiếng xè xè nổi lên tràn ngập gian phòng. Rồi màn ảnh lóe sáng một màu trắng xóa. Chàng sực nhớ giờ này đài truyền hình đã nghỉ. Buồn bã, chàng cho tay vào túi lấy gói Salem. Ngón tay chàng chạm phải một ống tròn nhỏ xíu. Mặt chàng bỗng tươi hẳn lên. Những viên thuốc vàng trong ống tròn này có thể giúp chàng thoát khỏi xà lim thần tiên của ông Hoàng đêm nay. Chàng giả vờ vào phòng ngủ thay quần áo, nhưng thật ra để dốc ống thuốc vào tay. Còn lại đúng hai viên cuối cùng. Rượu whisky gợn sóng lan tăn trên ba cục đá vuông vắn và trắng nuốt. Chàng nâng ly lên miệng, uống xong, chàng mời. Hai anh làm một ly cho vui. Gã vệ sĩ lắc đầu. Thưa lệnh trên không cho phép chúng tôi uống rượu. Văn Bình hừ một tiếng. Rõ lắm chuyện, làm vài ngụm đã chết ai. Nam vô tử như kỳ vô phong, không uống là dại. Chàng rót một ly đưa tận tay hắn, dáng điệu ung dung, chàng bưng ly thứ nhì cho gã tài xế.
Cả hai lư mắt nhìn nhau như hội ý, rồi cùng uống một hơi. Văn Bình đứng dậy, đốt thuốc Salem. Loại thuốc mê đặc biệt này tác động trong vòng 30 giây đồng hồ. Gã vệ sĩ bỗng bưng mặt, miệng lắp bắp. Tôi nhức đầu quá. Rồi gã dựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Văn Bình mỉm cười, khoác vest tông vào người. Chàng ra thang máy và sửa soạn bấm nút. Sau một giây đồng hồ suy nghĩ, chàng lại quay vào. Có thể ông Hoàng đã đặt nhân viên canh chừng phía dưới. Cảm thấy cồm cộm dưới nách, Văn Bình bỗng nhớ đến khẩu súng Luger quen thuộc. Hồi nãy, ông Hoàng đã rút khẩu súng và bao da trong hộc bàn ra đưa cho chàng với giọng lo lắng. Tôi biết anh không thích đeo súng, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh nên chịu khó nghe lời tôi. Ban chuyên môn đã lau chùi nòng súng kỹ lưỡng. Mỗi viên đạn đều được xem xét bằng kính hiển vi và đặc biệt là bao da được đánh xi nhãn bóng. Anh chỉ đụng vào là khẩu súng tuột ngay xuống tay. Lâu lắm, Văn Bình không đeo súng. Hoạt động tại Sài Gòn, chàng thích dùng hai bàn tay. Ngay cả những khi vật lộn với tử thần trong lòng địch, chàng cũng ghét khí giới cầm kình. Nhưng đêm nay, chàng không thể gác ngoài tai lời dặn của ông Hoàng. Chàng tắt hết đèn, mở cửa nhìn ra sân sau. Nhanh như chim én, chàng vọt ra ngoài, bám ống máng tuột xuống. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, tay chân lười cử động nên Văn Bình cảm thấy mỏi nhừ. Lệ thường chàng leo ống máng nhẹ nhàng, nhưng đêm nay lại có cảm tưởng như tòa nhà cao mấy chục tầng với những ống máng dài vô tận. Quả, ông Tổng Giám Đốc phê bình đúng. Mới dùng sức trong 5 phút ngắn ngủi mà Văn Bình đã phải ngồi bệt trên bậc cấp và thở phì phò. Đàn bà và những đêm thức trắng đã làm suy mòn sức khỏe hạng võ của điệp viên Z-28. Đột nhiên chàng nảy ra ý định trở lên phòng. Trong quá khứ, chàng đã trái lệnh ông Hoàng nhiều lần và ông đã bỏ qua cho chàng. Song lần này chàng lại đi quá trớn. Tuy nhiên chàng vẫn không ngán ông Tổng Giám Đốc bằng ngán Quỳnh Loan. Nhưng tư tưởng hiền hòa ấy chỉ vụt sáng rồi tắt ngúm trong óc Văn Bình. Chàng có cái hẹn quan trọng và không thể lỡ hẹn. Trong thời gian chung sống với Mộng Kiều, chàng đã vắng nhà 2 đêm và mỗi đêm lừa cho nàng ngủ vùi với viên thuốc mê đặc biệt. Mỗi đêm, chàng lén đến phòng riêng của Như Luyến, vợ ly dị của nhà bác học nguyên tử Đoàn Trung. Vì tai tiếng, Như Luyến không dám gặp chàng công khai. Mặt khác, vì công việc, nàng chỉ có thể có mặt tại Sài Gòn cứ 2 tuần một lần. Sau khi đoạn tình với Đoàn Trung, nàng xuất ngoại ít lâu rồi trở về Đà Lạt, phục vụ trong công ty nguyên tử lực. Về nhan sắc, Như Luyến trội hơn nhiều người đàn bà đã đi qua đời Văn Bình. Song chàng yêu nàng, không phải chỉ vì nàng đẹp trên mức trung bình, nhưng vì vẻ đoan trang lôi cuốn, vì kiến thức lạ lùng của nàng và nhất là mối tình giữa hai người có giá trị như một trái cấm. Văn Bình rảo bước ra đại lộ Nguyễn Huệ. Mưa vẫn bay lất phất. Chàng vẫy xích lô máy trèo lên ra hiệu cho tài xế chạy về phía bắc thành phố. Như thường lệ, mỗi khi ở Đà Lạt về, Như Luyến ngự trong một căn phòng dành cho chuyên gia cao cấp của Phủ Thủ tướng ở đường Yên Đỗ. Giờ này, có lẽ nàng đang chờ chàng. Huýt sáo miệng, chàng kêu xích lô máy đậu tại ngã tư Trương Minh Giảng rồi bắt bộ lại. Chàng đã thuộc lầu lối ra vào nên chỉ trong loáng mắt đã nhảy qua tường. Một bức tường thấp, 1.5 thước, rồi vòng cửa sau lên lầu 2. Đến trước cửa phòng Như Luyến, chàng hơi ngạc nhiên vì đèn vẫn còn sáng. Nàng đã dặn chàng là tắt hết đèn để mọi người không để ý. Lẽ ra chàng phải gõ cửa hoặc cất tiếng gọi. Không hiểu sao, chàng lại tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào vội vàng. Sự nhanh nhẹn của hơn 10 năm tập luyện võ công đã cứu chàng khỏi bị trọng thương trong đường tơ kẽ tóc. Cánh cửa gỗ tết vừa mở ra thì Văn Bình đã nghe vù một tiếng. Tiếng vù này rất nhẹ nhàng, người không thính tai và không quen thuộc với âm thanh võ khí, không tài nào nhận ra được. Khi ấy, óc chàng không suy nghĩ nữa, gần cốt chàng như tuân theo một mệnh lệnh siêu phàm, tức khắc chuyển động, xô chàng ngã xuống đất, cuộn tròn như khúc dồi trước khi lăn vào chân tường. Tiếp sau tiếng vù là một tiếng phập, tiếng của một vật nhỏ và nhọn cắm vào cửa gỗ. Trong một phần vi phân của dây đồng hồ, Văn Bình thoáng thấy một bóng đen núp sau tủ gương, trên tay vẫn còn lăm lăm khẩu súng lục, nòng dài lêu nghêu. Chỉ nhìn khẩu súng, chàng đã biết đối phương là ai. Loại súng bắn tên này là sản phẩm đặc biệt của SMAC, cơ quan phản gián Xô Viết chuyên ám sát các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Cách đây không lâu, ông Hoàng gọi chàng vào văn phòng, cho coi loại súng bắn tên của SMAC. Nó nhỏ như khẩu 6.35 mà phụ nữ thường dùng, song nòng lại dài gấp đôi, có khi gấp 3. Mỗi sạc dơ chứa 3 mũi tên, bắn mũi này thì mũi khác tự động nhảy lên như đạn thường. Tên này chỉ nhỏ bằng cây kim gút, nhưng được chế bằng thép riêng tại Đông Đức nên cứng lạ thường, có thể xuyên qua những chướng ngại vật dày nhất mà đạn bắn cũng không thủng. Khẩu súng bắn tên rất dễ sử dụng, còn nít lên 5 bắn cũng trúng đích ngon lành vì nó không giật. Trong đường kính 5 thước, mũi tên có thể xuyên qua thân thể nạn nhân và vọt ra ngoài, không để lại vết máu, thậm chí phải quan sát kỹ lưỡng mới tìm thấy cái lỗ tí xíu ngoài da. Nếu đầu tên được phết độc dược, thì nạn nhân sẽ chết tức khắc. Đầu tên lại có thể chứa một cái túi tròn, khi bắn ra một thứ thuốc mê cực mạnh tỏa đầy,
làm nạn nhân bất tỉnh trong nháy mắt. Biết rõ tác dụng kinh hồn của loại súng này, Văn Bình không dám khinh thường. Chàng vừa chồm dậy thì mũi tên thứ hai vèo tới, nghĩa là địch chỉ còn mũi thứ ba, mũi cuối cùng. Đối phương nhả đạn một cách bình tĩnh và lì lợm. Tuy nhiên, Văn Bình lại bình tĩnh và lì lợm hơn, nên cả hai phát đều trật ra ngoài. Trong khi ấy, Văn Bình đã núp được sau ghế sofa. Địch từ từ tiến lại. Hắn là một thanh niên, trạc 20, cao lớn, thân thể gầy guộc, xương ít hầu và lưỡng quyền nhô cao, nhọn hoắt. Da mặt xanh tái, môi thâm xì, tóc húi cao, tay dài như tay khỉ. Mắt một mí, tì hí nhưng lại sáng quắc. Hắn còn cách chàng ba thước. Văn Bình cúi thấp xuống, chuẩn bị nhảy tránh. Ngón tay xù xì của địch đặt vào cò súng, thì biến cố xảy ra. Biến cố xảy ra do sự nhanh trí của Như Luyến. Nàng bị trói giật cánh khuỷu vào ghế, dựa lưng vào bàn trang điểm, miệng bị nhét dẻ, tóc xõa xuống vai, vẻ mặt sợ hãi cực độ. Nàng vùng vẫy xô cái ghế xuống đất, đụng vào chân gã thanh niên nhân viên Smack. Hắn lạng người về phía trước, miệng súng tuột xuống. Đó là cơ hội hãn hữu của Văn Bình. Chàng tung hai chân lên, thế song cước tuyệt hảo của chàng đã đảo lộn tình thế một cách êm thấm. Khẩu súng bắn tên ghê gớm rớt xuống nền gác. Gã nhân viên Smack bị hất vào cái bàn trang điểm làm cái bàn ngã lỏng trọng. Văn Bình phi thân lại, kết thúc tấn bi kịch bằng một phát ATMI. Đối phương cựa quậy một phút đồng hồ rồi nằm lim. Nụ cười nở rộng trên môi, Văn Bình ôm lấy Như Luyến, quên bẵng nàng đang bị trói còng queo vào ghế sắt. Trước mặt, chung quanh chẳng thấy chẳng nghe gì nữa, chàng chỉ thấy khuôn mặt đẹp như hoa của nàng, nhà nữ bác học nguyên tử quá bụa. Chàng chỉ nghe được hơi thở thao thức và thơm ngát của nàng. Chàng cúi xuống hôn nàng đắm đuối. Trong giây phút say mê, chàng không biết họng súng đang trực sẵn phía sau và cũng là họng súng bắn tên. Một họng súng quái ác của Smack Soviet. Lần này thì chàng hết hy vọng vì đối phương chỉ đứng cách chàng bốn thước. Hắn lại tỏ ra lão luyện với luồng mắt sáng như dao cạo và miệng súng lại vừa tầm, không cao không thấp, không cứng cáp cũng không rung. Tư thế cầm súng này phải là kết quả của một công trình luyện tập chính xác và kiên nhẫn. Thấy ngón tay của địch từ từ siết cò, Văn Bình tái mặt. Trong khoảng cách này, chàng không thể trổ tài quăng mình hoặc đá hai chân để cướp súng. Trước khi chàng có cử chỉ khả nghi, địch đã nhả đạn, nghĩa là chàng chỉ còn giải pháp độc nhất là nhắm mắt chờ chết. Vĩnh biệt cõi sống đầy giai nhân và rượu whisky là điều đáng tiếc. Nhưng thà ra đi bây giờ còn hơn, nhiều người đàn bà không được chàng yêu đã cầu nguyện cho chàng chống chết, để hình ảnh của chàng sống mãi trong tâm khảm của họ. Phát súng bắn qua nòng dài, kêu êm như thể được lọc bằng ống cao su hãm thanh. Văn Bình lẵn viên đạn vào giữa trán, chàng thấy cháy bỏng trên mặt, báo hiệu viên đạn xuyên vào óc, song lại không cảm thấy đau đớn. Chàng ngã nhào xuống đất. Gã nhân viên của Smack rút trong người ra một cái túi ni lông đặc biệt màu đen, tuy rất mỏng nhưng không nhìn thấu qua được. Hắn luồn miệng túi vào đầu Văn Bình rồi kéo xuống. Một phút sau, khối thịt lực lưỡng của điệp viên Z-28 đã nằm gọn trong túi. Vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được thầy giáo khen thưởng, gã nhân viên Smack buộc miệng túi lại bằng dây dù rồi vác lên vai. Trước khi quay ra, hắn không quên nhìn quanh một vòng, thấy Như Luyến nằm còng queo trên đất, miệng vẫn ú ớ vì đống dẻ bẩn thỉu. Hắn suy nghĩ một phút, ra vẻ bối rối. Với túi ni lông nặng trĩu bên vai, hắn cất khẩu súng thuốc mê vào túi, móc khẩu Luger đeo dưới nách ra. Sau khi xem xét bị đạn, hắn nhắm Như Luyến, sửa soạn bóp cò. Khói súng xanh và khét lẹt. Một tiếng kêu cất lên, song người trúng đạn không phải là Như Luyến mà là gã điệp viên của Smack. Thần vệ nữ hiện ra ở ngưỡng cửa. Nàng là Quỳnh Loan, nhân viên ban biệt vụ của ông Hoàng, người yêu lạ lùng nhất của Văn Bình, Z-28. Phải, thần vệ nữ đã tới cứu chàng điệp viên đam mê là Quỳnh Loan, ngôi sao sáng của ban biệt vụ. Sự can thiệp của nàng không do tình cờ mà ra, đó là kết quả của những toan tính thận trọng và khôn ngoan nhất xuất phát từ văn phòng Tổng Giám đốc Sở Mật vụ. Mọi việc xảy ra đều rắn như kim đồng hồ. Ngay sau khi Văn Bình giã từ trụ sở bí mật khán hội, chiếc Citroen cổ lỗ sĩ vừa đưa Văn Bình ra đường cái, thì dưới hầm vắng vẻ, ông Hoàng đã bấm chuông gọi Quỳnh Loan. Mần mê cái quẹt máy trong tay, ông Hoàng nói, nãy giờ ở phòng bên, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Văn Bình. Hơn ai hết, cô có dịp nhận thấy sự tiên đoán của sở là đúng. Theo cô, liệu đêm nay Văn Bình có bỏ đi nữa không? Quỳnh Loan đáp, thưa tôi tin là có. Lệ thường Văn Bình rất điềm đạm và khoan thai, nhưng hôm nay anh ấy có vẻ sốt ruột. Đúng, sốt ruột vì đêm nay anh ta có hẹn với Như Luyến. Mặt Quỳnh Loan tái mét rồi ứng đỏ. Ông Tổng Giám đốc giả vờ quay lưng về phía nàng. Lẽ ra thì tôi giao việc này cho người khác, chẳng hạn cho Lê Diệp.
vì chỉ có Lê Diệp mới đủ tài ba can thiệp để gỡ rối cho Văn Bình. Những vụ hiểm nghèo cần nam giới hơn là phụ nữ. Tuy nhiên, tôi lại cần cô. Cô có hiểu nguyên nhân không? Thưa, có lẽ ông cho rằng Văn Bình có cảm tình đặc biệt với tôi. Thưa ông, tôi không chối cãi điều ấy, nhưng dù sao anh ấy vẫn là con ngựa bất kham, không chịu nép mình trong khuôn khổ kỷ luật. Hơn nữa, trong thời gian qua, anh ấy vẫn bê tha hoang tàn gấp 2, gấp 3 trong quá khứ, sợ một mình tôi không chế ngự nổi. Trước khi bắt tay vào công việc, tôi đã nghiên cứu kỹ càng. Đánh cờ, thường hạ thì nghĩ đến tấn công hoặc phòng thủ riêng rẽ. Về phần tôi coi phương diện tấn công hoặc phòng thủ tương đương với nhau. Mỗi bước tiến của tôi đều đi kèm với bước thoái. Tôi nói như vậy để giải thích cho cô hiểu rằng, cô được triệu hồi về đây là vì tôi đã cân nhắc chu đáo khả năng của cô có thể lật ngược thế cờ. Tôi không trách cứ cô vì việc đáng tiếc đã xảy ra. Giờ đây cô nên thú thật với tôi. Tại sao cô xin lưu lại Vạn Tượng lâu hơn nhiệm kỳ đã định? Thưa ông, tha lỗi cho tôi. Trong một phút mềm yếu, tôi đã phạm điều khoản của khế ước tuyển dụng và nội quy của sở. Tôi xin sẵn sàng từ chức để làm gương cho chị em trong ban biệt vụ. Tôi mời cô về Sài Gòn, không phải là để ký đơn từ chức. Văn Bình đã phạm nhiều lỗi lầm nặng nề hơn cô nhiều. Theo ý tôi, việc cô vừa nói chưa hẳn là vi phạm. Mặc dầu nữa, nhân viên biệt vụ bị khế ước tuyển dụng và nội quy ràng buộc là không được kết hôn cũng như khai hoa nở nhụy. Không riêng gì nữ nhân ban biệt vụ, hàng trăm ngàn nữ trợ tá trong quân đội cũng bị ràng buộc khắt khe như thế. Ngành điệp báo dĩ nhiên phải đòi hỏi khắt khe hơn cả ngành nữ trợ tá. Song le tôi đã bỏ qua vụ này từ lâu. Tôi cho rằng cấm đoán tình yêu là điều hoàn toàn vô lý. Tôi biết cô liên lạc quá sâu xa với Văn Bình trong những ngày hoạt động chung tại Vạn Tượng. Nhiều phụ nữ khác cũng đã liên lạc sâu xa với Văn Bình, nhưng lại giữ gìn triệt để. Còn cô, tôi có cảm tưởng rằng cô muốn như vậy, phải không cô Quỳnh Loan? Thưa ông đúng, tôi muốn có con với Văn Bình, và tôi đã có. Tôi quan niệm rằng đứa con chung là xiềng xích đối với Văn Bình. Anh ấy sẽ đứng đắn hơn trong việc xử thế và cân nhắc hơn trong công tác điệp báo. Sau khi chúng tôi xa nhau một thời gian ngắn, tôi mới biết là có mang, nên tôi làm đơn xin ở lại Lào Quốc. Đúng 9 tháng sau, tôi hạ sinh được một đứa con trai. Tôi che đậy rất khôn ngoan, nên là không ai biết. Có mang được 5 tháng, đến khi bắt đầu có bụng, tôi xin phép ông đại sứ được qua Thái du lịch và đi luôn cho đến ngày sinh nở. Thưa ông, tôi đã sinh nở rất khó khăn, nếu không gặp y sĩ tận tâm và có tài. Ông Hoàng ngắt lời. Bây giờ, tôi tưởng cô nên biết rằng viên y sĩ chăm nom cô trong nhà hộ sinh gần phi trường Đồn Mương là nhân viên của sở, đặc phái từ Sài Gòn lên. Văn Bình la cà khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng để lại ái tình vương vãi, song đây là lần đầu tiên có con chính thức, và nhất là có con với một nữ nhân viên ưu tú trong sở. Là tổng giám đốc, tôi có bổn phận phải lo liệu dùm cô và Văn Bình, và làm cha tinh thần cho đứa trẻ. Trở về Vạn Tượng, cô nuôi con ở đâu tôi đều biết. Cô Quỳnh Loan, cô đã báo tin có con cho Văn Bình biết chưa? Thưa, khi có mang, tôi có viết thư cho Văn Bình. Anh ấy trả lời là đến ngày sinh nở thì đánh điện để anh ấy lên Lào. Tôi đã không đánh điện vì không muốn làm phiền anh ta. Và lại, tôi biết trước là Văn Bình luôn bận tíu tít. Nếu không bận công việc thì lại bận việc tư, không có thời giờ lên thăm con. Tại sao cô lại gửi con cho dì Phước nuôi? Thưa, tôi sợ. Cô không có gì phải sợ. Bắt đầu từ mai, cô sẽ mang con về dưỡng đường của sở, giao cho y sĩ trưởng. Tôi sẽ bố trí chăm nom nó cho tử tế. Nếu tôi không lầm, nó rất giống Văn Bình. Quỳnh Loan nhìn ông Hoàng, nước mắt chảy quanh. Cảm ơn ông. Tôi không ngờ nó giống bố nó như hai giọt nước. Giống nhất là cặp mắt. Thưa ông, mắt nó cũng ươn ướt, khô khan, điếm đàng và lạnh lùng như mắt bố nó. Sau khi ra đời, nó ốm nhom ốm nhách, làm tôi rất lo ngại. Nhưng chỉ 3 tháng sau, nó lớn nhanh như thổi. Và từ đó đến nay, không hề đau ốm. Cô đặt tên cháu là gì? Thưa, theo quy ước giữa chúng tôi, đứa con chung đầu tiên sẽ mang tên Văn Bình. Theo tôi nghĩ cô nên đặt tên khác thì hơn, vì tôi không muốn các nữ nhân viên khác biết chuyện. Cô không lạ gì Văn Bình có nhiều dây nhợ trong sở, đặc biệt là với Nguyên Hương. Tôi đã giữ kín không để vụ này lộ ra ngoài. Cô cũng nên giúp tôi một phần, vì tôi lo ngại một số nữ nhân viên khác sẽ bắt chước cô. Khi ấy nội quy của sở sẽ trở thành mảnh giấy lộn. Tuy nhiên, điều tôi sợ nhất không phải là sự bất lực của nội quy, mà là sợ các nữ nhân viên từ chức để làm tròn thiên chức người mẹ. Thưa, tôi xin hứa. Được rồi, ngày mai cô sẽ đi làm khai sinh cho nó. Thưa, ông cho phép tôi ghi tên cha là Tống Văn Bình hay không? Nếu cô thỏa thuận, tôi chỉ muốn đổi tên mà thôi, chẳng hạn. Thưa, ở Tây Phương, người ta thường lấy tên danh nhân để đặt cho con. Về tuổi tác, ông đáng vai cha tôi. Về tài ba, ông lại là thầy tôi. Tôi đã phiền nhiễu ông quá nhiều, giờ đây xin ông cho tôi phiền nhiễu lần nữa. Ông đã là cha tinh thần của cháu bé,
Vì vậy tôi muốn đặt tên nó là Văn Hoàng, Tống Văn Hoàng để kỷ niệm. Ông Hoàng phá lên cười. Cái cười trong trẻo vô tư lự như phát xuất từ một thanh niên 20 tuổi. Ông nói, ừ, cũng chẳng hề gì, cô cứ gọi nó là Tống Văn Hoàng. Đang nói, đột nhiên ông Hoàng ngừng lại. Ngọn đèn đỏ gắn trên tường, tắt nháy hai cái, rồi cửa phòng mở ra. Lê Diệp bước vào, giọng nghiêm trọng. Thưa ông, có tín hiệu của Văn Bình. Ông Hoàng xoa tay. Anh cho theo dõi từng phút một, tôi ra xe ngay bây giờ với cô Quỳnh Loan. 3 phút sau, ông Hoàng đã ngồi gọn trong xe Citroen với Quỳnh Loan một bên. Tài xế phóng ra khỏi khu khán hội tối om và u uất. Ông Hoàng nói, xe của tôi liên lạc trực tiếp với Lê Diệp bằng điện thoại siêu tần số. Có lẽ trong 5 phút nữa Lê Diệp mới gọi. Trong thời gian này, tôi có thể cho cô biết rõ chi tiết của việc sắp phải làm. Tôi triệu cô về Sài Gòn để giao cho 2 việc. Thứ nhất, hợp thức hóa tình trạng của đứa trẻ. Thứ hai, thay mặt tôi bảo vệ cho Văn Bình. Quỳnh Loan lắc đầu. Từ ngày làm việc với Quỳnh ông, tôi chưa khi nào dám trái lệnh. Song lần này tôi sợ không làm tròn chỉ thị của ông. Nếu được, xin ông giao nhiệm vụ bảo vệ Văn Bình cho nhân viên khác. Tại sao cô lại từ chối? Bởi Văn Bình là người cứng đầu nhất thế giới. Muốn trị kẻ cứng đầu chỉ có một giải pháp là áp dụng kỷ luật nội bộ hoặc cho một bài học về võ thuật. Theo chỗ tôi biết thì chưa bao giờ sợ áp dụng kỷ luật với Văn Bình. Mặc dầu hạnh kiểm của anh ấy mỗi ngày một bừa bãi, coi trời bằng vung. Hồi ở Hồng Kông, ông chưa hề khiển trách mà Z28 đã tự tiện xin thôi và báo qua vắt tượng đi tu. Nhiều lần, anh ấy lại dọa từ chức. Còn về bài học võ thuật thì trong sở mật vụ, chẳng có ai tìm đủ tài nghệ, đủ thao lược để quật ngã Văn Bình. Nói tóm lại, Văn Bình là người bất trị. Theo tôi nghĩ cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Thưa ông, tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, không phải là cao nhân. Cao nhân phải là Lê Diệp hoặc Triệu Dung. Tuy nhiên tôi cũng chưa tin rằng Triệu Dung hoặc Lê Diệp có thể hạ Z58. Nếu ông cho phép, tôi xin đưa ra một đề nghị. Đề nghị ông đích thân gặp Văn Bình để sửa trị. Đối với ông, Z28 vẫn kính nể như cha ruột. Cô nói đúng. Z28 sẽ không dám giở ngón võ biền hoặc láo xược trước mặt tôi. Nhưng y lại có một phương pháp khác vô cùng lợi hại. Đó là đòi từ chức. Y gia nhập sở bằng khẩu ước. Từ nhiều năm nay, chưa chịu ký một tờ giấy cam kết nào. Và lại cam kết bằng giấy cũng vô ích. Tôi ra mặt thì Văn Bình sẽ bỏ sở ngay. Từ sau vụ Hồng Kông, tôi đã cố gắng gượng nhẹ với Văn Bình. Vì vậy tôi mới cần đến cô. Ngoài cô ra không ai có đủ sức mạnh để lôi kéo Z28. Tôi tin là cô sẵn sàng ưng thuận. Thưa không bao giờ tôi dám thoái thác. Nhưng tôi không hiểu sức mạnh của tôi là sức mạnh nào. Sức mạnh của ruột thịt. Cô là nữ nhân viên trong sở đầu tiên có con với Văn Bình. Tôi chỉ e rằng hòn máu nhỏ mọn này không đủ sức mạnh để thuyết phục Z28. Có lẽ cô chưa hiểu rõ đời tư của Văn Bình. Hồi nhỏ, y được phụ thân thương yêu hết mực. Sở dĩ y bắn giỏi, võ giỏi một phần cũng nhờ phụ thân. Sự đối xử này đã ảnh hưởng nhiều tới tâm tính của Văn Bình. Y không muốn có con, chẳng phải vì ghét trẻ, mà chính là y sợ cuộc sống điệp báo đầy nguy hiểm, không cho phép y chăm nom con cái. Văn Bình là con người bằng thép, song lại có nhược điểm đối với đàn bà, nhất là đối với người đàn bà đã mang đứa con của mình, và nhất là đối với con ruột. Cô hơn mọi nhân viên của sở, hơn cả tôi ở chỗ đó. Quỳnh Loan thở dài. Thưa tôi cũng hy vọng là ông nói đúng. Ông Hoàng cũng thở dài. Có lẽ đây là lần thứ nhất cô hoài nghi khả năng của tôi. Kể ra cô hoài nghi cũng không phải là quá đáng. Thánh nhân cũng lầm thì người trần mắt thịt như tôi cũng lầm là chuyện dĩ nhiên. Công tác tôi giao cho cô được thu gọn vào một câu ngắn ngủi và cô được toàn quyền ứng biến, dùng tình thương để giữ riệt Văn Bình, không cho y đi đâu một thời gian. Thưa tôi xin tuân lệnh. Ông Hoàng im bặt, giọng nói quen thuộc của Lê Diệp từ máy điện thoại siêu tần số vang ra nghe rõ mồn một. Thưa như ông đã dự tính, Sở Khanh đã tới gặp Thúy Kiều. Ông Hoàng hỏi, Sở Khanh đang ở đâu? Lê Diệp đáp, đầu đường Yên Đỗ. Anh cứ bám thật sát, tôi sẽ đến ngay. Chiếc Citroen bất hủ của ông Tổng Giám Đốc chồm 4 bánh trên đường nhựa, tưởng như vừa được lắp động cơ máy bay phản lực siêu thanh. Đại lộ Pasteur với những thân cây cao đen xì hai bên chạy dài trong bóng tối lờ mờ. Ông Hoàng ngoảnh sang phía Quỳnh Loan. Sở Khanh là mật danh dùng để ám chỉ Văn Bình. Chắc cô cũng biết rằng danh từ này không được lựa chọn cố ý để dè biểu Z28. Chẳng qua Lê Diệp lấy theo số thứ tự trong mật danh mà thôi. Còn Thúy Kiều, ông Tổng Giám Đốc ngừng nói, lờ đãng nhìn qua cửa xe ra đường. Lệ Thường là người rất bình tĩnh, Quỳnh Loan bỗng trở nên nôn nóng một cách kỳ lạ. Nàng nhổm người trên ghế, giọng hốt hoảng. Thúy Kiều là ai, thưa ông? Giọng ông Hoàng vẫn thản nhiên. Là bà Như Luyến, có lẽ cô không biết Như Luyến là ai. Thưa tôi biết, tuy nhiên tôi lại không ngờ Văn Bình lại đa mang cả Như Luyến. Theo phúc trình của phán gián,
thì nhân viên SMAC đã phăng ra sự đi lại lén lút giữa Z-28 và Như Luyến. Họ tìm cách ám hại Z-28 nhiều lần mà chưa gặp cơ hội. Tôi chỉ e là đêm nay. Thưa, quyền hạn của tôi đến đâu? Tùy cô, nếu không gặp trở ngại, cô nên bắt sống. Trong hoàn cảnh bất khả kháng thì cứ việc bắn chết. Đến nơi chưa ông? Một phút nữa. Thưa ông, tôi có linh cảm rất lạ. Ông Hoàng ngắt lời. Hy vọng là Z-28 không hề gì. Vì theo mật tin, nhân viên của SMAC chỉ được lệnh bắn Z-28 bằng đạn thuốc mê rồi mang đi, chứ không hạ sát. Người bị hạ sát sẽ là Như Luyến. Nhưng tôi đã tính toán chu đáo. Khẩu súng dưới nách Văn Bình được gắn một bộ phận điện tử phát tuyến đặc biệt. Nhờ nó, Lê Diệp và tôi có thể theo dõi nhất cử nhất động của Văn Bình. Xe đậu lại. Lê Diệp từ bóng tối vọt ra. Nhanh như máy, Quỳnh Loan nhảy xuống xe theo Lê Diệp chạy lên lầu. Vẻ yếu ớt chậm chạp cố hữu đã biến mất, nhường chỗ cho phản ứng nhanh lẹ và hữu hiệu. Lê Diệp húc vai vào cửa phòng và viên đạn bá phát bá trúng của Quỳnh Loan vọt ra khỏi nòng súng bắn ngã tên nhân viên SMAC. Nửa giờ sau, trong gian phòng rộng thênh thang, trần thiết giản dị và lạnh lùng, chỉ có ba người: Quỳnh Loan, Văn Bình và Như Luyến. Văn Bình nằm thiêm thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển như người vừa chạy việt dã. Như Luyến đã tỉnh cơn sợ, ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mặt vẫn còn xanh tái. Nàng nhìn chung quanh, hết nhìn căn phòng lão hoắc đến nhìn Văn Bình bất tỉnh. Sau cùng, nàng nhìn Quỳnh Loan bằng cặp mắt lo lắng và sửng sốt. Nhưng Quỳnh Loan không nhìn lại, ruột gan nàng đang sôi sùng sục. Sau khi bắn hạ tên sát nhân, nàng dìu Như Luyến xuống xe, trong lúc Lê Diệp cõng Văn Bình trên vai. Dưới đường, nàng gặp một xác chết nằm sóng xoài. Lê Diệp chép miệng nói: "Một thằng nữa, nhân viên của SMAC. Hắn lảng vảng ngoài cửa để canh chừng cho đồng bọn, nhưng lại đụng tôi. Hắn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cho một mũi dao. Hắn đã chết không kịp trối." Một chiếc Citroen sơn đen khác đậu xịt gần xe hơi của ông tổng giám đốc. Ông Hoàng dặn Quỳnh Loan trước khi lên xe: "Tôi về đây, cô sẽ dứt khoát giải thích với bà Như Luyến và nhất là với Văn Bình." Lê Diệp đưa toàn thể về trụ sở Tân Sơn Nhất. Ông Hoàng từ giã trước tiên rồi đến Lê Diệp. Nhiệm vụ của Quỳnh Loan bắt đầu, một nhiệm vụ bạc bẽo, đau đớn mà nàng hằng mong đợi. Song bây giờ nàng lại không còn ham thích nữa. Nàng cố chế ngự máu ghen đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Song càng tập trung tư tưởng, nàng lại càng ghen mặn hơn. Những khóa huấn luyện điệp báo, bổ túc liên tiếp ở Sài Gòn và hải ngoại và những năm lăn lộn trong nghề đã biến Quỳnh Loan thành cô gái có trái tim bằng sắt. Nhưng trái tim nàng chỉ có thể cứng rắn với kẻ thù. Nàng đã trở về với tính tình cố hữu của người đàn bà muôn thuở. Mặt nàng đang đỏ bừng, bỗng chuyển sang màu trắng. Ít khi nàng giận dữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ giận dữ 3-4 lần. Nhưng khi giận dữ, nàng mất hết lương tri. Lỗ tai nàng kêu ầm ầm. Như thể hàng chục hàng trăm phi cơ phản lực đang bay trên không phận, dội bom nặng 500kg xuống ghế nàng ngồi. Cơn ghen của Quỳnh Loan đã lên tới cực độ. Như đọc được ý nghĩ của nàng, Như Luyến run cầm cập. Quỳnh Loan gằn giọng: "Bà là người yêu của Z-28. Như Luyến đáp: "Thưa không, còn cô là ai? Bà không được quyền hỏi tôi, vì tôi đang thẩm vấn bà. Tôi là nhân viên của ông Hoàng. Nhưng tôi hoàn toàn vô tội, sở mật vụ không thể hỏi cung tôi." "Phải, đối với sở, đối với luật pháp, bà hoàn toàn vô tội. Nhưng đối với thằng Lập, con bà đã có tội. Đối với luân lý thánh hiền, bà có tội, bà biết chưa? Cô lầm rồi, giữa tôi và Đoàn Trung đã có sự ly thân dứt khoát." "Tôi không lầm, bà ly thân chứ chưa ly hôn. Tháng tới, tòa sẽ xét xử, Đoàn Trung và tôi đều thỏa thuận xa nhau. Đoàn Trung có thỏa thuận cho bà đi lại với Văn Bình không?" "Việc tôi là do tôi tự ý định liệu, không dính dáng đến Đoàn Trung. Cô cũng vậy, cô không thể can dự vào chuyện riêng của tôi. Xin bà trả lời câu hỏi hồi nãy, bà có phải là người yêu của Z-28 không?" "Cô nên hỏi Văn Bình tiện hơn. Tôi không muốn đối chất, vì như vậy Văn Bình sẽ xấu hổ và bà cũng vậy. Là đàn bà với nhau, nhất là đàn bà trí thức, chúng ta nên tiến tới một sự thỏa thuận. Tôi là người yêu của Z-28. Hơn thế nữa, Văn Bình đã có con với tôi. Vì hạnh phúc của con tôi, hạnh phúc của tôi, vì quyền lợi của sở, tôi trân trọng yêu cầu bà buông tha Văn Bình kể từ hôm nay." Như Luyến cúi gằm xuống nền nhà, mắt nàng bỗng nhiên ươn ướt. Nàng biết Văn Bình có nhiều ý trung nhân và chàng cũng không giấu nàng điều đó, song nàng không hề biết chàng đã có con. Giọng Như Luyến trầm hẳn xuống: "Xin cô tha lỗi, cô tên là gì nhỉ?" Quỳnh Loan đáp: "Tôi là Quỳnh Loan, nhân viên ban biệt vụ. Tôi hy vọng từ nay bà sẽ xa hẳn Văn Bình. Đối với phụ nữ như bà và tôi thì ghen tuông là chuyện thường tình. Nếu chưa có con,
Tôi sẵn sàng nhắm mắt cho Văn Bình làm quen với mọi người, nhưng bây giờ thì tình hình đã đổi khác. Tôi là người cọc tính, trong cơn tức giận tôi có thể giết người. Bà là nhà bác học, còn tôi là nhân viên điệp báo, am hiểu võ nghệ. Cô đã ghét tôi như thế thì còn cứu tôi làm gì? Tôi không hề ghét bà. Ông Hoàng ra lệnh cho tôi cứu Văn Bình và mặc kệ bà với nhân viên của Smack. Trời ơi, họ là nhân viên của Smack ư? Phải, sự si mê mù quáng của bà và Văn Bình đã dẫn đường chỉ néo cho nhân viên của Smack Xô Viết. Nếu ông Hoàng can thiệp chậm một vài phút, cả bà lẫn Giác 28 đã thành người thiên cổ. Cháu Lập sẽ thành đứa trẻ mồ côi, còn tôi sẽ mất cha, còn tôi sẽ thành quả bụa mặc dầu tôi chưa phải là vợ chính thức. Vâng, tôi xin nghe lời cô, tôi xin đi. Giờ đây cô muốn tôi đi đâu? Tôi muốn bà xuất ngoại. Nhưng tôi còn công việc của tôi ở Đà Lạt. Không sao, ông Hoàng đã lo liệu đầy đủ cho bà. Chắc cô cũng biết rằng về đường tài chính tôi không lấy gì làm dồi dào. Hiện nay trương mục của tôi trong ngân hàng đã hết. Bà không cần lo chuyện đó. Ông Hoàng đã chuyển ngân qua Nam Mỹ cho bà một số tiền khá lớn, 50.000 đô la. Trời ơi, ông Hoàng bắt tôi đi Nam Mỹ ư? Bà bằng lòng vậy. Một năm sau bà sẽ đặt lại vấn đề với ông Hoàng. Có thể ông ta sẽ đổi ý cho bà qua Âu Châu, chẳng hạn Thụy Sĩ hay Pháp. Thôi chào bà, chúc bà lên đường may mắn. Nhân viên của tôi đang chờ bà trong xe dưới đường. Bà sẽ ra thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Thông hành, chiếu khán, vé phi cơ, tất cả đã được lo liệu xong xuôi. Nước mắt chảy quanh, Như Luyến nhìn Văn Bình. Chàng vẫn nằm thiêm thiếp, mặt ngoảnh về phía hai người, song mắt lại nhắm nghiền. Quỳnh Loan cười nửa miệng. Bà còn muốn từ biệt Z28 à? Đáng tiếc là Z28 đã bị trúng đạn thuốc mê đặc biệt, ít nhất là 24 giờ sau mới tỉnh. Nếu chích thuốc giải mê vội vã, nạn nhân có thể bị đông máu trong tim mà chết. Tôi tin là bà không muốn giết Z28. Một giọt nước mắt lăn trên gò má Như Luyến. Khi Văn Bình tỉnh dậy, xin cô nói dùm là tôi phải đi xa. Như Luyến không thể nói hết câu. Cổ họng của nàng bị cảm xúc làm nghẹt thở. Mặt rầu rĩ, Như Luyến bước chân ra cửa.